Xin chào các bạn đã trở lại với bếp nhà Cecilia. Hôm nay Cecilia xin được chia sẻ một món thức uống trong mùa thu, đó là món sinh tố bí đỏ. Xin mời cả nhà cùng vào bếp với Cecilia. Happy Halloween. The fun holiday. Happy Halloween. Okay. And thank you so much. Và đây là cách làm sinh tố chuối bí đỏ của bếp nhà Cecilia, vừa tăng cường hệ miễn dịch là giảm cân một cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Và nguyên liệu gồm có 1 cup bí đỏ, 250ml sữa hành nhân, 2 trái chuối đông đá, 1 muỗng cà phê mật ong, 1 góc muỗng cà phê bột quế. Và đây Cecilia đã có 2 quả chuối đông đá, bột quế, rồi mật ong, rồi bí ngô. Hai quả bí ngô. Còn hạt hành nhân thì Cecilia đã ngâm qua đêm từ 6 đến 8 tiếng rồi. Bây giờ để Cecilia chuẩn bị sẽ bắt đầu nấu sữa hành nhân. Và công thức nấu sữa hành nhân hôm nay thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ lấy 20 hạt hành nhân ngâm vào nước qua đêm khoảng 6 đến 8 tiếng. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bóc cái vỏ nó ra. Và cứ 20 hạt hành nhân thì chúng ta sẽ cho một cốc nước và xay lên. Vậy là chúng ta đã có một cái ly sữa rất là bổ dưỡng mà làm rất là nhanh tại nhà. Chúng ta bỏ những cái hạt hành nhân đã bóc vỏ vào ly xay và cho vào một cốc nước và chúng ta bắt đầu xay khoảng 60 second. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hấp bí. Như chúng ta được biết là mùa thu là một cái mùa thu hoạch bí ở nước Mỹ. Bí đỏ, bí rờ, quá chừng luôn. Thì hôm nay Cecilia mua bí về để làm nước sinh tố. Mà Cecilia thì chưa có ăn bí Mỹ bao giờ hết. Nên hôm nay làm thử để xem thử coi cái bí của Mỹ nó có khác bí ở Việt Nam mình không nha. Wow, nó đỏ ghê không? Cái màu nó rất là tươi mà cơm nó cũng dày nữa. Không biết bên trong nó có hạt hay không. Cũng chưa có thấy hạt nữa.
Rồi bây giờ nước đã sôi rồi, bây giờ bỏ bía vào nồi hấp và chúng ta hấp khoảng 15 phút. This is why Colorado is a nice place to live, mm-hmm. because the weather is so nice. Để Cecilia thử một miếng coi thử nó ngọt không nha. Ồ, nó ngọt lắm ạ. Nó có cái vị ngọt thanh mà nó không có bở như cái bí của Việt Nam mình. Nhưng mà cũng rất là ok. Rồi bây giờ Cecilia đang xắt lát hai quả chuối đông đá. Cái chuối này nó rất là ngọt. Nó ngọt như là mật gì đó. Rồi bây giờ mọi cái đã xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ bỏ vào trong máy xay và chúng ta xay trong vòng 2 phút. Là chúng ta sẽ có một ly sinh tố bí đỏ rất là tốt cho sức khỏe. Và một cái thức uống tuyệt vời cho mùa thu, mùa Halloween. Rồi bây giờ chúng ta bỏ vào trong máy sinh tố một cốc bí đỏ, hai quả chuối, một cốc sữa hạt hạnh nhân. Một cốc sữa hạt hạnh nhân là bằng 250ml ha. Rồi một góc muỗng cà phê bột quế. Nếu chúng ta thích ngọt thì chúng ta sẽ bỏ một muỗng cà phê mật ong. Hôm nay thì Cecilia không có để mật ong bởi vì hai quả chuối nó rất là ngọt. Nó ngọt tự nhiên từ chuối. Rồi một góc muỗng cà phê bột quế. Và chúng ta bắt đầu xay. Sữa bí đỏ nó có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe, tim mạch và tăng cường sức đề kháng. Và đặc biệt trong bí đỏ nó có rất là giàu vitamin A
tốt cho mắt và tăng trưởng xương. Bí đỏ cũng là một thực phẩm có tác dụng tăng cường sức mạnh hệ thống miễn dịch, bởi vì bí đỏ rất là dồi dào chất vitamin C. Và khi hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh thì sẽ giúp chúng ta chống lại được các virus, vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể. Cecilia xin chúc cả nhà có một ngày mới luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.